Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Vào đêm nay, tại giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra rất nhiều trận đấu hấp dẫn. Đáng chú ý nhất lúc này là trận đấu giữa Manchester United làm khách trên sân của Aston Villa. Bởi nhiều khả năng, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho huấn luyện viên Ten Hag giữ vững chiếc ghế của mình. Bên cạnh đó, mới đây, Cristiano Ronaldo cũng đã tiết lộ thời điểm anh sẽ giải nghệ bóng đá. Cùng một số tin tức khác sẽ được chúng tôi cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Hãy bắt đầu ngay bây giờ thôi. Dự đoán vòng 7 Ngoại hạng Anh vào đêm nay. Vào đêm nay sẽ diễn ra 7 cặp đấu, trong đó các ông lớn giải đấu sẽ ra sân. Đáng chú ý nhất là Manchester United vừa thoát thua hú vía trên sân của Porto trong trận đấu kinh điển với 6 bàn thắng tại Europa League. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bởi họ sẽ phải chuẩn bị cho chuyến hành quân được dự báo là ít dữ nhiều khi tới làm khách của Aston Villa ở Ngoại hạng Anh vào lúc 20 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam. Bầu không khí u ám đang bao trùm MU vào lúc này. Quỷ đỏ hiện đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, thua tới 3 trận chỉ sau 6 vòng đấu. Trận đấu sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng cho huấn luyện viên Ten Hag giữ vững vị trí trên ghế của mình, bởi một thất bại nữa sẽ đẩy ông tới bờ vực bị sa thải. Cùng với đó, nhiều khả năng Sir Jim Ratcliffe dự kiến vào đêm nay sẽ có mặt tại sân khách để xem MU đọ sức với Aston Villa. Trận đấu có thể quyết định số phận của Erik ten Hag tại Old Trafford. Ngoài MU, Liverpool, đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh cũng sẽ ra sân sớm nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh với chuyến làm khách tới sân của Crystal Palace vào lúc 18 giờ 30 phút chiều nay. Lữ đoàn đỏ đã thắng 5 trong 6 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này, ghi tới 12 bàn và có 4 trận giữ sạch lưới. Ngược lại, Crystal Palace vẫn chưa có chiến thắng nào ở Ngoại hạng Anh mùa này với 3 trận hòa, 3 trận thua. Với phong độ tương phản giữa hai đội, đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti được dự đoán sẽ có 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Cũng trong buổi tối nay, đương kim vô địch Manchester City sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà Etihad vào lúc 21 giờ. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp, khiến họ đánh mất ngôi đầu vào tay Liverpool. Việc thiếu vắng cả Rodri lẫn Kevin De Bruyne đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Man City. Nếu Man City tiếp tục để mất điểm, họ sẽ bị Arsenal và Chelsea vượt mặt trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu này, Arsenal và Chelsea đều được thi đấu trên sân nhà, chỉ phải gặp lần lượt là Southampton và Nottingham Forest. Ronaldo hé lộ ý định giải nghệ. Cristiano Ronaldo mới đây cho biết anh không còn tập trung vào việc giành giải thưởng cá nhân, mà mục tiêu của anh là giúp đỡ đồng đội và đội bóng sau bàn thắng mới nhất cho Al Nassr. Cristiano Ronaldo cũng ám chỉ anh sắp giải nghệ sau khi thừa nhận tuổi tác khiến anh không còn có thể tiến xa hơn được nữa. Phát biểu sau khi ghi bàn thắng mới nhất cho Al Nassr vào lưới của Al Rayyan tại AFC Champions League, Ronaldo cho biết: "Tôi chỉ thích chơi bóng ngay từ bây giờ, vì tôi biết mình không còn nhiều thời gian trên sân nữa. Đối với tôi, việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất hay giành giải thưởng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng với tôi bây giờ là tận hưởng và giúp đỡ đội bóng của mình." Tháng trước, Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp của mình. Ronaldo vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ chốt ở tuyển Bồ Đào Nha, nhưng hợp đồng của anh với Al Nassr sẽ hết hạn vào mùa hè tới. Không rõ Ronaldo sẽ ký hợp đồng mới hay tìm kiếm một bến đỗ khác. Ronaldo mới đây cũng đã chia sẻ về những gì anh sẽ nhớ về bóng đá khi trèo giày, nhưng khẳng định anh sẽ tiếp tục chơi bóng, miễn là còn đủ sức khỏe. Trong một buổi phát trực tiếp với cựu đồng đội tại MU là Rio Ferdinand, Ronaldo thừa nhận đau lòng về gánh nặng tuổi tác và cảm giác khi phải giải nghệ. "Tôi sẽ nhớ cảm giác hồi hộp khi ghi bàn và cảm giác lo lắng. Tôi nghĩ tôi sẽ nhớ điều đó vì một khía cạnh khác của tôi. Tôi có thể kiểm soát được điều đó. Tôi có những người tốt xung quanh mình, công việc tốt. Tôi có những thứ tốt đẹp. Tôi cống hiến hết mình đến 40, 41 tuổi không quan trọng. Tôi cống hiến hết mình cho 25 năm chơi bóng và tôi không thể cống hiến hơn nữa vì tuổi tác không cho phép tôi tiến xa hơn. Đây là lý do tại sao tôi muốn kéo dài sự nghiệp của mình bằng cách chăm sóc bản thân và tiếp tục làm việc. Bởi vì tôi biết rằng trong 2 hoặc 3 năm nữa, tôi vẫn có thể tạo ra điều gì đó tốt đẹp." Lộ diện ứng cử viên thay thế Erik ten Hag tại MU. Erik ten Hag đang đứng trước nguy cơ mất công việc sau trận thua EC 0-3 trên sân nhà trước Tottenham vào cuối tuần vừa qua. MU đã trải qua 3 trận không thắng và chỉ còn cách nhóm xuống hạng 4 điểm tại Premier League. Các ông chủ câu lạc bộ sẽ đợi đến kỳ nghỉ quốc tế FIFA Day sau trận đấu tiếp theo của đội trước khi đưa ra quyết định về tương lai của huấn luyện viên người Hà Lan. Ngay khi ghế của ông ten Hag lúc này, danh sách các ứng cử viên thay thế đã được gọi tên. Simon Inzaghi là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thay thế ten Hag,
trong khi Gareth Southgate cũng được ban lãnh đạo MU yêu thích. Tuy nhiên, Van Nistelrooy ngày càng nhận được sự ủng hộ trong phòng thay đồ và được các cầu thủ cũng như người hâm mộ yêu mến. Van Nistelrooy đã trở thành trợ lý của Ten Hag vào mùa hè và được cho là đã sẵn sàng thay thế người đồng hương của mình. Cựu tiền đạo của MU đã giành được cúp Hà Lan trong mùa giải duy nhất của mình trong vai trò quản lý tại PSV Eindhoven. Trước khi tới MU, Van Nistelrooy đã nhận được một vài lời mời làm huấn luyện viên trưởng, trong đó có đội bóng đang thi đấu tại Premier League. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận như mong muốn, ông đã quyết định lùi xuống làm nhân vật số 2 tại ban huấn luyện của MU. Hiện tại, Ten Hag đang chịu sự chỉ trích ngày càng tăng từ một số cựu cầu thủ, bao gồm các danh thủ đồng hương của chính ông. Marco van der Basten chỉ trích MU tuyển dụng Ten Hag và gọi đó là quyết định ngu ngốc. Thật ngớ ngẩn khi Ten Hag quyết định đầu tư nhiều như vậy vào những cầu thủ thậm chí còn chẳng giỏi. Hãy kể tên một cầu thủ hàng đầu của MU. Ở mọi câu lạc bộ, bạn đều thấy một cầu thủ hàng đầu, nhưng tại MU chẳng có ai có thể gánh vác được cả. Trong khi Wesley Snyder chiến diễu kế hoạch của Manchester United là cho Ten Hag thêm 2 trận nữa để giúp công việc của mình. Chelsea chiêu mộ ngôi sao hàng thủ Leverkusen. Các quan chức Chelsea sớm lên kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng tiếp theo với mục tiêu hàng đầu là Piero Hinkapie. Phong độ của Chelsea với tân huấn luyện viên Enzo Maresca rất ấn tượng khi giành 13 trong số 15 điểm ở 5 vòng Premier League gần nhất. Sau 6 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Maresca hiện đứng thứ tư và chỉ cách ngôi đầu bảng của Liverpool được 2 điểm. Chelsea là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại ngoại hạng Anh. Về khía cạnh hàng thủ, Maresca thừa nhận đội cần phải cải thiện hơn sau 7 bàn thua. Nhằm mang lại sự chắc chắn, Maresca và các quan chức phụ trách mảng thể thao của Chelsea rất quan tâm đến trung vệ Hinkapie. Cầu thủ 22 tuổi người Ecuador là ngôi sao quan trọng trong chiến thuật của Xavi Alonso, giúp Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga mùa trước mà không thua trận nào. Hinkapie có khả năng đá trung vệ cũng như hậu vệ trái, thậm chí tiền vệ trái khi cần thiết. Đây là yếu tố giúp anh được Maresca rất yêu thích. Nhà cầm quân người Italy chưa sử dụng Benoi Badiassile lần nào tại Premier League. Tân binh Tosin Adarabioh chỉ dành cho dự bị, trong khi Ben Chilwell nhiều khả năng sẽ sớm phải chia tay sân Stamford Bridge. Maresca muốn có Hinkapie để tăng thêm lựa chọn cho giải pháp trung vệ, bên cạnh việc giúp Cucurella giảm tải bên cánh trái. Leverkusen không muốn bán ngôi sao của mình. Nhà vô địch bóng đá Đức từ chối đề nghị của Atletico hôm hè. Maresca hy vọng sức hấp dẫn của Premier League cùng tham vọng mà Chelsea đang hướng đến sẽ thuyết phục được Hinkapie. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Đừng quên cập nhật liên tục những clip hay nhất về thể thao vào các ngày trong tuần trên hệ thống kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.